Em chào cô chú. Hôm nay chắc mà hello. Hello. Phát chào các bạn nha. Dạ, hôm nay kênh phân. Phát chào các bạn nha. Bây giờ là Phát sẽ đi đón một em gái mà ở chung nhà thờ với Phát năm xưa các bạn. Thì em này là sẽ ghé nhà Phát chơi. Thì bây giờ là nhà Phát đang ngồi trên xe, đang chạy trên đường nha các bạn. Đường này là đường nhà Phát sống nè. Thì Phát quay cho các bạn xem. Nhà Phát ra ga đó, ra ga tàu đó, đón em ấy. 11 giờ rưỡi là tàu, nói chung là 11 giờ rưỡi là em đó xuống tàu á các bạn. Thì bây giờ là nhà Phát chạy xe đi đón nè. Nhà Phát cũng thấy rất là vui luôn. Em này là ở chung với nhà thờ với Phát năm xưa đó các bạn. Phát thấy rất là vui đi đón em. Thì có gì là Phát quay cho các bạn xem nha các bạn. Bây giờ là đang chạy trên đường cao tốc rồi các bạn. Ở này vi phim minh nước chung house bà nữa. Chung xin minh nước nữa. Chồng Phát nói là chạy tới ga đó là 20 phút nha bạn. 20 phút là tới ga tàu rồi Phát đón em ấy. Hôm nay là thời tiết âm 3 độ đó các bạn. Các bạn thấy trên đường á, cây lá rồi, nói chung á, cũng rụng lá rụng cành hết rồi đó. Nhìn đường á, buồn lắm. Nói chung á, mùa đông bên này là Phát thấy buồn lắm. Tại là lạnh á, ai cũng ở trong nhà hết. Chỉ là đường cao tốc á, thì người ta chạy như vậy thôi. Nhưng mà nhìn cảnh nó buồn, lạnh á. Na Tim, mình đi đón ai Na Tim? Cô Nhi. Cô Nhi, hôm bữa cô Nhi gửi gì cho mình đó nhớ không? Bánh tráng. Bánh tráng nè, hai đứa nó nhớ. Bữa cô Nhi qua Đức á, cô Nhi gửi bánh tráng này cho hai đứa nó ăn nè. Anh chồng Phát anh đang lái nè. Thấy cái gì? Đây. Không, mama chưa có thấy. À, em cầm cái đó hả? Cầm theo cái đó làm chi? Bây giờ đang trên đường á các bạn. Bây giờ là nhà Phát sắp tới ga tàu rồi đó các bạn. Đi sớm hơn vì phim minute and before. Vì phim minute. Von jetzt an sitzt noch, bis der Zug offiziell ankommt, 35 Minuten. Ah. Aber wir sind ja noch da, müssen noch parken, müssen noch dahin laufen. Còn ông Phát nói là còn 35 phút nữa là bé xuống tàu á. Quay luôn cho các bạn xem. Ga tàu này là lớn. Bạn xem này, cái tòa nhà cao cao đó là ga tàu á các bạn. Đây nè. Đây nè, House Bano á, tiếng Đức á các bạn. Đó, Phát đang xuống chạy xe xuống tầng hầm của ga tàu á bạn. Đó. Đang đi đi leo lên tầng hầm để gửi xe á bạn. Phát quay cho các bạn xem là bên trong tàu á. Này, Lena với Tim với chồng Phát đang đi lên trên rồi. Phát, nhà Phát tới sớm tới 37 phút lận. Là phải đợi 37 phút rồi tàu em đó mới xuống các bạn. Em đó mới xuống tàu á. Rất là lâu luôn. Mà thời tiết thì là âm 3 độ nữa. Cho nên rất là lạnh luôn. Nãy đi ngoài đường mà lạnh kinh khủng luôn á. Này là bên trong tàu nha các bạn. Honey, honey. Honey. I'm a lucky nè. Này lên nào Tim nè. Đó, đi đón cô Nhi đó. Bạn xem là bên này họ bán hàng nè. Đó. Bên trong tàu á các bạn. Bây giờ là họ bán đồ mùa đông á thì nhiều chứ. Áo khoác áo gì nè. Đi sớm á chồng Phát. À, chồng Phát nói là có Asia Street Food nè.
À, hình như là cái này là của Việt Nam mình hay sao ta? Phát thấy ghi là Việt Nam. Việt Nam Mi Baguette này các bạn này. Này là của Việt Nam mình rồi. Vậy là cái tiệm này là của Việt Nam mình rồi. Nhưng mà hôm nay không có bán hay sao ta? Đó là Việt Nam kìa. Việt Nam Super kìa. Đó. Bác quay bên cho các bạn xem. Đó, bên trong tàu. Bên này có nhiều con chim nó đang bay luôn nè. Đó, bạn xem ha. Nhiều quầy bán hàng lắm. Rồi bán đồ rất là nhiều luôn. Bạn xem này, khúc này họ làm như vậy nè. Đẹp quá ha. Cái này giống như là họ làm mô hình của ga tàu Duisburg á. Đẹp nè. Đẹp quá ha. Này ở trong gương á, họ làm họ để họ trưng bày ở trong gương á, trong tủ á. Bạn xem này, họ trang trí cây thông nè. Cao à. Hoa nữa nè. Trong đây có nhiều siêu thị, do là tối sớm quá đó cho nên là phải đi vòng vòng á các bạn. Chào chú Nhung nha. Đó, tới sớm quá rồi bây giờ phải đợi nè. Coi ảnh làm gì kìa. Em làm gì luôn hổng nha. Cho chương lắm, cho chương lắm. Chồng phát à. Ở này ai mai lắc thành nè. Đó, chồng phát. Bây giờ thì nhà Phát đi ra xe về nha bạn. Đó, Nhi cầm tay cô, Lena cầm tay cô Nhi nè, Tim nè. Đọc rồi. Đó. Bây giờ ra xe về, lạnh quá. Đó, bây giờ là nhà Phát ngồi xe rồi nè. Em không có tháo vậy ra hả? Nhi tự thân em Phát, chú ray rồi nè. Chú ray. Đó, chú ray rồi. Đó, Nhi ở nhà Phát 7 ngày đó. Anh này, anh hả? Anh. Anh à? Rất là anh luôn. Ừ. Và mũi là anh. Bài chan này, bài chan nữa. Bài chan luôn. Nhưng mà hồi em kêu ôi, chăng bà đồ mì tôm. Bà mì tôm băng ấy. Mì tôm. À, cái này này. Rồi Phát tạm biệt các bạn luôn nha. Đó, Lena với Tim với cô Nhi ngồi chung kìa. Bây giờ thì chồng Phát ảnh sẽ lái đi về Honey Jack Matthews. Chào. Dạ. Bây giờ chồng Phát lái xe về. Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát luôn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ luôn. Phát chào các bạn.